Tại vì em thấy trên mạng bây giờ cái có một người bị xưng là Minh Sư Ruma đó, thì cũng tùm lum tùm la hết, thì em muốn biết thử cái người này sao mà em thấy ăn nói trên video thấy cũng trịch thượng lắm, anh Như nghĩ là sao vấn Phật đề này? mình mà có cái YouTube này mình không đụng chạm, tại trên nó không có cho việc đụng chạm ai hết, nhưng mà mọi người phải có chánh kiến. Mình chỉ biết tu Phật, mình thấy cái gì mà gọi là kéo phe kéo đảng hay xưng danh rồi đó thì mình nên né. Mình nên né. Là thứ hai, thời buổi này có mấy người mà qua Ấn Độ hay gặp cái gì đó, mở ni Hùng Cung rồi, hay là có mấy con hồ ly đó, nó có nuôi chừng đám âm binh là nó biết hết. Nhà mình có nhiêu giấc đũa là nó kéo mình đừng có đổi lên đầu, không có tin ai hết, chỉ kiếm mấy thầy thôi. Mấy hiện tượng Em này thấy thì là không cũng có có nên. nhiều người bị xúi rồi thỉnh đồ thỉnh đạt rồi mất Chết tiền mất bạc cũng nhiều lắm, chết cũng cái chung đó có bạn chết, cũng bị nên né 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 chỉ đi kiếm lên chùa kiếm thầy thôi, thầy không có gạt mình. Nhiều khi ổng cần có một chút quỷ để mấy chứ rất đừng có được. đụng lên mấy cái Em muốn cũng giúp cho mấy người kia thấy người ta cũng có tâm tu đó. hành quá mà em thấy không có sáng suốt Tự gì vì nữa, biết làm sao mà bi không có trí, thiếu dũng nữa, ghế có chân nó ngạc nhiên. Nhưng mà một chủ yếu này là ở trên cho việc lậu cơ trong thời điểm này là vì ngay đúng thời điểm mà để có thể mà hướng dẫn mấy người mà đã đi bị tà ma nó kéo đi lạc hướng á, đi về gán niệm Phật, gán đọc chú Đại Bi, đọc Lăng Nghiêm rồi vô rồi ăn chay rồi chứ còn mà chạy lăng tăng là mệt. Còn thầy Việt Nam thì thí dụ như ổng có thầy quốc danh thầy giả, nhưng mà thật sự thầy giả còn hơn là gặp thứ thiệt, kiểu đó là chết. Thầy giả chỉ gạt tiền thôi, không chết. Cảm ơn anh. Nghe sao anh, nghe nghe anh cứ nói. Trên xin chào tất cả mọi người nhé. Em có một câu hỏi em có thể lộ một chút Anh nói xíu lớn tiếng không nghe rõ về anh. Sao? là có thiên đàng địa ngục, Hả? thật sự là có thiên đàng hoặc địa ngục hay không em? Ồ, chắc ăn. Thiên đàng á, có 36 tầng. Cái tầng mà ông Đề Hoằng Nhân á, thằng ấy gọi dưới á, là 36 tầng là trong kinh Lăng Nghiêm á, là ông đó là thấp. Còn 36 tầng á, tầng cao nhất á, là tầng Đại La Thiên á, là cõi Niết Bàn á, là Ngọc Hoàng Thượng Đế là cao nhất, có 36 ông Thượng Đế. Cho nên mấy cái đó thì ở trên nói vậy thôi, cái những cái mình nói á, kinh điển nó cũng không có ấy đó. Thì địa ngục thì có, nhưng mà nó là một cái hành tinh nằm ở phía sau của núi Tu Vi á. Này hỏi là mấy thầy đi, ở ngoài cái không gian của mình trái đất này nó có cái núi lớn dữ lắm gọi là núi Tu Vi. Thì ở trên trên núi Tu Vi nó có mấy ngài tứ đại thiên vương cho đó, đó mấy chuyện này thì họ kiếm mấy thầy hỏi kinh điển mấy ông giỏi thì có nha. Tôi nói chắc ăn có quá trời luôn. Địa ngục có đó. Thật sự thì người trên cõi đời của mình thì biết là có địa ngục và thiên đàng đó, nhưng mình chỉ biết mơ mơ Thôi thôi. giờ mình không có nói mấy chuyện ở đây, mình nói cho mấy chuyện virus. Có người hỏi là ở Vũ Hán virus có mắt, nó trừng trị theo nhân quả chỗ đó. Thật sự nó đâu phải có mắt, nó là một cái con vi trùng chung cộng nó chế ra để mà nó muốn chiếm cái hành tinh này, thì giờ bị nhân quả. Tại ngầu đời đầu tiên á, mình hỏi cái này sao thì trên mấy gì nói, thì mục đích là để theo sau này nhân loại biết nhân quả. Rồi anh thấy cái tụi mà cái Rothschild family, cái tụi đó sau này nó cũng còn control cái banking system ở trong in the world hả anh Kiệt? Ô, trời, anh đừng đụng lên nó, mình đụng lên nó mình đụng mệt. Anh biết đó, nó cỡ cả 1.000 mấy năm nó đã diệt, nó đã tiêu diệt biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Nó là IMF, nó là World Bank, anh biết không? Thế chiến thứ nhất cũng mà do nó tạo ra, thế chiến thứ nhì, rồi giờ sắp sửa chiến thứ ba. Thôi, mình nói sơ sơ thôi, nó đụng tới mốt mình, nước mình mượn tiền nó không cho, World Bank là nó đó. IMF cũng tụi nó không á. Mỹ thì cũng phải mượn tiền nó nữa. Dữ dằn lắm á.
Em cũng nghe nói tụi nó lâu rồi mà 11 gia đình rất trai thôi bàn vụ khác, nó nghe mới kiếm tôi gõ đầu tôi sợ. Rồi cho em hỏi cái điều này nữa mà không biết anh có được phép tiết lộ không về năm ông thẻ. À, năm thẻ mấy đó hả? Thật sự á, lúc mà tiếp chuyện với Đức Thầy á, thì ông nói á, là tất cả kinh điển mà mình theo nó 500 năm rồi thì cũng cơ cũng ứng, nhưng mà đâu phải ứng hết đâu anh, cho 80 thôi. Ngài nói thế gian này giàu cho người giỏi nhất á, có chúng cũng 80%, 20% để chừa cho Ngọc Hoàng Thượng Đế quyết định về chót, chứ không có chút vậy. Rồi cộng lại mấy cái danh từ mình nói giống như là trong kinh nói là gạo bay tới nhà, ông năm thẻ, ông năm chèo gì, mấy cái đó mình phải tưởng tượng, nó đâu phải là vậy. Nó là mấy cái tàu ngầm, mấy cái drum delivery giao gạo tới nhà anh đồ gì đó. Tại vì hồi năm ngoái á, em có về em đi núi á, chúng ta có tới năm thẻ, trong kinh sẽ có 4, 1, 2, 3, 4 rồi, cũng có đi hết. Rồi có thẻ số 5, chỗ mà Phật Thầy đang cắm xuống đó. Thì em không cũng giống như tìm hiểu chút xíu về tại sao cái mục đích để là chống biển của mấy con tàu đồ này nọ đó. Nhưng mà bây giờ không biết tại sao phải lấy lên, tại sao là để cho cái tác dụng gì, để muốn hỏi biết chuyện về đó mà. Mấy con nào lại này. Cái xích nhận đó lại, kéo nó lại. Cái này mình đang tập vợt cái này ngày lần đầu tiên, lộng cộng điện tử vô tùm lum mấy này. Mấy lần sau thì nếu mà nó lại. Hello anh Kiệt. Dạ. Em hỏi là cái tình hình cái dịch này ở nước Mỹ thì bây giờ là đột đỉnh chưa hay là mới bắt đầu? Mỹ này mới sáng cũng có hỏi thăm hoài, tại mình đây mình cũng phải lo đây. Mỹ chỉ lo mấy thằng Mỹ, mấy thằng Mỹ đen kế bên nhà mình á, cúp điện cái là nó qua kiếm ăn. Chứ còn bệnh không có nổi mà phải như ta đâu, ở đây cũng được che chở, không có sao, Mỹ không sao. Chỉ con cái rồi giờ đi ra tiệm mua đoạn thôi, nhưng mà đừng cũng quá đáng. Ngày Costco đâu cần phải giành giật làm tùm lum đâu. Không, nhưng mà cái số người chết ở Mỹ là có tột đỉnh chưa hay là không nó ít lắm, không có chết, không có nhiều. Sao mình không biết cái này là bao nhiêu người ta. Rồi ghi câu hỏi lên đi. Trên nói mình học chú Đại Bi vô đỡ lắm à, bớt có cơ hội nó tấn công, tại Hello anh chị. Dạ nghe anh. Hey, Tony, cái này coi thử nhiều người hay. Thấy em ở Seattle á, thấy cái hình ở núi ở trên Thiên Long Sơn anh á, cái chỗ tượng Phật nằm á, có cái đầu của Phật tổ để cái bên á. Sao anh có cơ hội nào làm cho nguyên cái tượng không, hay là anh chỉ để cái đầu không? Đó, mấy cái tượng nó làm cây kiển của Mỹ á, tụi nó làm á, giờ lấy Phật đi dẫn chơi dữ lắm, biết không? Làm tùm lum hết, rồi vô mấy nhà hàng nó một chân trong restroom nó xin lỗi tùm lum rồi. Tôi thấy nó nãy tiệm Mỹ tôi mua, tôi làm gì vậy chứ tôi đâu biết đâu. Mấy Mỹ làm chứ phải tôi làm đâu, tôi thấy nó để chân nó bán đầy đó. Em biết rồi, thì em cũng nghe anh cũng nghe theo kinh giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì theo như ý chỉ của Hòa Thượng á. Biết là chân là thờ mà cái đầu không á, thì giống như có cái phần pháp chính á, thì em chung á là vậy. Phật trong tâm mình là nguyên rồi, mình tưởng tượng đầu mình tưởng tượng bất kính, không có mà vậy. Kính hay không là chứ giờ Mỹ nè, anh thấy không, tụi nó quá trời làm tùm lum hết. Rồi mấy nhà hàng đặt Phật cái bên giống như Phật đứng ngay cửa cạnh nhà hàng cho nó. Hiểu nó lấy cái đầu của bổn sư ra, nó làm theo kiểu kỹ thuật rồi nó bán tùm lum để make the money.
Nhưng mà mình là người Phật tử thì em chỉ feedback cho anh thì thôi, nếu mình dạ em hiểu, nhưng mà cái này thì Mỹ nó bán, nhưng mà thật sự cũng để bữa nào hỏi này có cái bất kính không, chứ Phật thoải mái không có gì hết. Có một lần gặp ổng, ổng nói ổng nhiều lắm, này bữa nào anh nói mấy clip vụ này, còn bữa nay chỉ đặt câu hỏi thôi, anh có câu hỏi nào thì cứ Dì hỏi anh một câu nữa là khi anh ngồi thiền đó, khi cái thấy của anh á là cũng anh cũng còn thấy tướng của anh, hay là anh đã thấy bằng cái tâm rồi? Này hơi cái này hơi tới nhẹ nha, mình chỉ lộ cơ mình nói thôi, còn mình nói huyết tạ quýnh tôi chết chửi sắc phàm này nó làm chuyện hữu ích. Trong ban đông lắm à, không phải mình thôi à, đông mười cái chục người á, ai cũng thứ thiệt không á. Mỗi lần tôi đông thật sự cái nhiệm vụ của Kiệt á là trong lúc này, tại sao gần 30-40 năm nay không xuất hiện, bây giờ xuất hiện chỉ là giờ chót là số sổ rồi, Phật giúp sắp ra đời Kiệt xuất hiện chút để mà cho mọi người giữ lòng tin thêm chút, chứ giờ chót á người ta hay thối tâm bồ đề hay nản vậy thôi, chứ còn mấy không có phải có ý gì hết. Gán niệm Phật chờ Phật. Việt Nam á, có người có chị nào hỏi ta, anh Barry Hùng Đổ hỏi năm 2022 hả? Năm 20, 25. Ờ, anh này cũng hay á nghe, cũng cỡ đó đó. Thay đổi, những thay đổi lẹ lắm. Tại cái bắt buộc phải thay đổi. Mình ở hải ngoại Việt Nam á, như hai chiếc đũa. Mấy lãnh đạo mình ăn có một chiếc làm sao ăn phở ăn cơm được, phải cần chiếc ở Mỹ người ta mới có cái trình độ học vấn Mỹ, là mới đem hai thách rồi về xây dựng đất nước, lúc đó mới gọi là thời hoàng kim. Chứ còn chiếc mấy ổng dành ăn chiếc ăn không được đâu, phải cần đem ở ngoài về, muốn đem ngoài về là phải thành thay đổi. À, anh Kiệt cho em hỏi thăm là ví dụ như bốn hướng đông tây nam bắc đó, hướng đông là mình cầu Phật Tổ, hướng nam là mình cầu Quan Âm Bồ Tát, rồi hướng hướng nam là mẹ Lê Sơn Thánh Mẫu, rồi hướng tây là Quan Âm Bồ Tát, còn hướng bắc Đại Pháp Thiên Tôn, có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Này hơi lạ, cha ở hướng đông bắc mà cha cũng bận lắm, cũng có vũ trụ, rồi lâu lâu rồi có kỳ tận thế giống gì á thì ấy thôi, chứ cái trái đất này á là do Phật mẫu làm mẹ lo. Ở đây á nhiều lúc Kiệt bị chuyện cũng bị còn hơn người thường gấp ngàn lần, thì mỗi lần nói con cứ bị tan hiếp nói mẹ nói xuống mỗi cái lục địa như châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Á, có thêm mẫu châu Thái Bình Dương, thì mỗi đó thì dưới quyền mẹ, thì mỗi quốc gia có một mẫu nữa, là giống như ở nước Việt và có mẫu Liễu Hạnh là mẹ của nước Việt, rồi thì xuống mẫu mẫu nhỏ, nghĩa là nguyên cái trái đất này toàn là mẫu hệ, chứ còn anh khấn kiểu nào cũng được, nhưng mà đừng có quá chấp vậy, mình chỉ Phật được rồi. Lại Phật ấy, rồi nếu mà trên á thờ, nếu mà ai thờ Hoàng Thượng Đế phải để cao hơn Phật. Thật là giống như là bộ sứ thôi à, thấp hơn Hoàng Thượng Đế. Tại bên kinh bên ấy thì có ta không biết à, mình ở trên nói mình nói, chứ có một lần Kiệt hỏi cha mà Phật, cha lớn Phật á, thờ phải cao hơn. Cứ nghĩa là ở trên tầng trời, 36 tầng trời, thì mỗi một người á, là ở một cái nơi mà xuống cái thế gian, là mình giống như mình cứ nghĩ giống như đóng phim vậy, người đóng một vai trong đó vậy, nhiều khi có cùng phim cả ngàn người đóng cả ngàn vai, thì ổng ở trời địa cư thiên, địa cư thiên là cũng thấp. Mấy vị biết thiên ma nằm ở tầng trời thứ mấy không? Quỷ á, xe tăng á, thứ 12 á, chứ nó đâu phải ở đâu đâu, cũng có chển xuống.
Còn có người, chị Đoan Thái hỏi bà Ngân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam này hơi đụng chạm lớn nha chị, thì em không có ý bà Long nữ không phải là vô ma tạng, không phải cái hành động là khác, cái gốc mà là khác. Nhiều khi đến cái màn này phải diễn vậy, ta diễn bây giờ anh nghĩ mấy diễn viên của Hollywood bữa nào đóng phim ma bộ đó là ma. Nó mãi cái chân mạng của mọi người khác kiểu đang nói hai cái bộ phận khác nhau, anh đừng hiểu lầm vậy. Không phải người ta đang làm chuyện ác, có nghĩa là người ta người ác. Cái chân mạng đúng cái thời điểm cái vừa cái này vận hành vậy đó. Cũng có thể xuống đây bà ác thì bà bị nghiệp thôi. Mà không phải ai trên xuống cũng nhớ cốt mình làm hiền đâu. Xuống đây vật chất tiền tài rồi gái đẹp rồi đủ thứ, xe cộ rồi thay đổi hết. Ở đây tiên bị đỏ nhiều hơn là người thường. Này bị gì? Anh hỏi về vấn đề mà thờ thổ địa đó, mình có phải chọn đúng hướng không hay là chỉ để đối với những chỗ cửa? Ông thổ địa đó là vậy. Hồi xưa không biết cái lịch sử làm sao chứ ông Trần Long ngồi thấp làm sao rồi đổi thấp, cái đó không có đúng. Tại vì nói chuyện ông hoài à, hỏi giờ ông muốn cao hay thấp, giữ thấp người ta đi, nhiều lúc phụ nữ mặc cũng đó quỳ lại đồ kỳ quá rồi thôi cho ổng cái danh cao, cái nhà là cái, mua cái bàn thờ ấy để danh cao đàng hoàng, ổng cũng sống sát với mình đó. Vậy không cần phải để hướng này hướng kia hả? Cái nào tiện lợi trong gia đình mình thôi, có ổng được rồi, miễn sao đừng có để gần cái restroom quá nhà cậu. Dạ. Chị Bảo Banh hỏi thiên ma từ đâu tới, ai sinh ra nó? Thiên ma trời nó quýnh, nhiều lúc mấy tiên mấy Phật mình cũng Phật thì nó quýnh không lại, chứ tiên đồ nó quýnh mình chạy có cờ luôn á, nó dữ lắm á. Nhiều lúc ở trển nó cứ quýnh hoài à, cho nên cái nó dành cái địa bàn này, trái đất này giống cái địa bàn rồi trên thả mình xuống rồi cũng thả nó xuống sống chung nó rồi. Nó thì ham chức vụ quyền lợi, còn Phật thì kêu mình bỏ để mà trải nghiệm qua cái khổ để sống với nó thì để đi về, cho nên nó cũng có thế lực dữ lắm thì cũng bị nó quýnh hoài. Hello, anh kịp cho anh hỏi là nghe nói là thiên đàng địa ngục mở cửa rồi họ giao vô người phàm á, mình có cách nào mà ngăn chặn cái đó không? Có thì thấy, chị thấy mấy người xấu gì đừng tới gần. Nhất thứ hai thì vô chùa kiếm thầy kiếm sư phụ đọc chú đọc kinh niệm Phật thì đó ngăn chặn vậy á. Nhiều khi mình đi mấy cái chỗ đông người xấu rồi nó rủ rủ ghê làm bậy bạ đó, tụi nó không á, sống sát mình á, trong cơ xưởng làm hay đâu. Tại nó vô cái tâm bây giờ nó mang hình đẹp trai, chị tưởng là nó là tiên hả? Đâu phải đâu. Tâm tâm tà nó mở cửa xuống đầu thai đẹp trai làm sao? Anh Kiều ơi, cho em hỏi về vấn đề mà có những người bị hành căn rồi đó, trường hợp đó anh có thể giúp được không? Đó, kiếm thầy An Lạc ổng là siêu ở Việt Nam, ổng giúp được. Còn mấy cái đó đó, có duyên á. Hả? Ổng bây giờ ổng không có làm mấy vụ này nữa không đó. Tại vì biết sao không? Tại mấy ông thầy Việt Nam bình thường trong chính quyền á dở, ổng là giỏi. Cái kiếm chuyện ổng chứ thật sự ổng thiệt, ổng cũng có sứ mệnh á. Chứ còn mấy ông này kia đọc kinh, chứ giờ mà kiếm ông này nhân từ hay ông này bất tiến là làm đâu được. Mấy ông kia thì có quyền có chức khác, nói hơi đụng chạm xin lỗi. Kỳ không có, không có ấy, thầy chỉ bệnh. Nhưng mà nếu mà lên Thiên Long Sơn lại hay là đi chỗ nào mà có chánh khí mình khấn từ từ hết, chứ em không dám đụng tới đó. Giờ khi nó nhảy qua khỏi cái chị đó, nó không nhập chỉ, nó nhảy qua nhập em làm sao? Em cũng phải sợ nó chứ. Nó nhảy qua nhảy lại. Thiệt mà, tụi nó ghê lắm. Nhảy qua nhảy lại. Bởi vì mấy lần mấy người mà dông mà nhập vô, mà trốn.
Nếu nó có thiệt hết á, không biết làm sao à, khoa học chắc có thể nó giải thích chứ quá trời thiệt luôn. Dạ, nó đâu có giải thích được đâu. Không giải thích được, lại nói gì đâu. Nó gì đâu. Mở bữa tới mày bị nhập á, lúc đó mày không còn nói được luôn. Tại vì người Mỹ nó không có hiểu, cho nên tại sao á, bệnh viện Stanford hay là mấy cái bệnh viện đây nó chứa một đống người mà giống như kiểu mình đang nói nè, bị hành, bị linh căn rồi đó, một đống á, và nó cho vô, nó cho vô chừng đống thuốc uống không bệnh gì mà bị bệnh dông á, chừng 3 tháng cũng thành điên luôn, rồi cái thả nhà điên rồi từ chết. Thì Mỹ nó vậy không? Dạ, ừ. Uống thuốc không? À, uống thuốc vô thì nó uống thuốc an thần không? À, thật sự dông nó phá. Mà Mỹ nó không có biết bây giờ làm sao vậy, sao rồi ấy nó. Nhưng mà nhờ vậy mấy cái tiệm thuốc nó mới, mấy cái xưởng bào chế thuốc nó mới giàu. Đi đó không được mà đi nó làm chi? Cái anh Chí Trần anh hỏi về nguồn tương lai của nguồn nước sông Mekong ở miền Tây Việt Nam. Hả, cái vụ này hả? Vụ này á, anh biết á, ở trên thượng nguồn á, Trung Quốc nó làm ra 14 cái đập trận thôi. Bây giờ mấy thằng Lào nó còn làm trận nữa. Rồi cộng thêm cái đập Tam Hiệp nó trận nữa, tức là nguồn nước của mình trận hết. Cho nên nước biển nó tràn vô, nó không có loãng như hồi xưa nữa. Thì mấy cái này á, nó cũng sẽ bị nhân quả. Sau này khi mọi thứ nó ổn định trật tự rồi á, mình sẽ làm chủ lại mấy con sông đó. Luật quốc tế không có cho nó làm mấy chuyện này. Chứ nếu mà tiếp tục như vậy đó là cả cái miền Nam chết á, không có làm ra lúa được. Quốc tế không có tới, không có... Thấy ác không hả? 14 cái đập á, em trên đó nó còn nhiều đập nữa. Còn ở cái chị gì, chị Pribo Nguyễn hỏi ở Pháp dịch có nghiêm trọng không? Pháp hả? Giờ chị nhớ hồi xưa năm 1800 mấy, 700 mấy, Pháp làm gì, Tây Ban Nha làm gì, Bồ Đào Nha làm gì, rồi Spain là gì ta, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ở nước Anh, bốn năm thằng đó ở đó làm gì, chiếm quả địa cầu phải không, lấy tàu bùm chạy vòng vòng đi chiếm người ta, anh nhìn như đi đọc câu hỏi chiếm người ta, thì chị nghĩ cái đó sau này có bị nhân quả không? Bà Venga bà cũng nói gần chúng á, sau này Âu Châu mất tiêu hết á. Nhưng mà chuyện nó sau này, nửa cuốn sách còn lại. Nghiệp nghiêm trọng thì giờ đó, thì đó, nó sắp sửa lan á, ở bên đó. Nghĩa là bây giờ Kiệt Lên đây nói là ở trên cho xuống lộn chút để trấn an thời tận thế. Không có gì phải lo hết, chỉ sàng lọc thôi. Người nào biết tu tập, có cái hào quang sẽ chống lại để mà vượt qua cái này, để mà lập lại cái đời mới. Còn người nào mà còn đang lúc này nè, đang lúc này mà ai mà còn đi karaoke mà ăn chơi nhảy nhót đồ hay là đi casino đồ đó, chuyện đó mình không bảo đảm à. Còn đó là mục đích của việc vậy, là mong người ta cứ giữ lòng tin để mà hồn nhiên khi mình gặp mấy con bệnh này á, mình thanh thản, mình đừng có sợ, mình sợ mình sẽ cái cơ thể mình yếu lại, mình sẽ bị nó tấn công dữ nữa. Người hỏi ông Năm Chèo chừng nào xuất hiện. Bây giờ mấy chiếc tàu ngầm của Trung Quốc đó, nó lạng vòng vòng dưới nước mình á, nó xuất hiện rồi đó. Có người hỏi Canada do mẫu nào cai quản, là do bà nữ thần tự do đó, là bà cai quản lục địa mẫu cả Brazil luôn. Thì có một lần có cơ hội có gặp bà đó, bà cũng hiền khô à, đẹp gái lắm, tóc trắng. Bình Nguyễn cho hỏi chừng nào Việt Nam hết lệ thuộc Trung Quốc. Sắp rồi, năm nay.